Chỉ cần cầm có 1,6 triệu thôi là mấy bà có thể trải nghiệm được 2 ngày 1 đêm tại cái đảo Thiên Đường tuyệt đẹp luôn. Mà chỉ duy nhất có người Việt Nam mình vào được thôi nè. Vừa được ăn tôm hùm, lặn ngắm san hô mà lo từ A tới Z luôn á. Lần này là tôi chọn tour của anh Sô Bình Hưng nha. Anh chị ở cái tour này nhiệt tình lắm. Lúc mà tụi tôi tới 4-5 giờ sáng đói bụng là được anh chị chủ tour đãi cái món mì tôm mực này nè mấy bà. Một cái điểm cộng ở tour này có mà mấy tour khác không có là có cho thuê đồ miễn phí nữa nha. 8 giờ là anh hướng dẫn viên sẽ cho mình ăn sáng bằng bún chả cá. Ta nói bún chả cá đây tươi mà ngon cực kỳ luôn. Nhớ quất thêm 1 ly trà tắc nữa nha mấy bà. Ngày đầu tiên là mình sẽ được chở đi vịnh Đá Vách với lại hang Yến nè. Ở cái tour này là có anh Toàn với anh Tý rất là nhiệt tình luôn. Bởi vì Bình Hưng là đảo quân sự nên không có cho người nước ngoài vào. Chỉ có người Việt Nam mình mới được chơi và tham quan ở đây thôi nè. Mà ở đây không có được khai thác nhiều nên biển khá là hoang sơ luôn. Nước biển thì trong veo và ở trên thì núi rất là hùng vĩ luôn. Phải đi rồi mấy bà mới biết được ở Việt Nam mình rất là nhiều chỗ đẹp không có kém gì ở nước ngoài luôn á. Sau khi chụp hình đã đời mấy bà sẽ được qua bãi Cây Me để tắm nè. Cái bãi Cây Me này núi nó trong mà thấy cả cá cả rêu ở dưới luôn nè. Mà phải công nhận là cái tour này có nhiều dịch vụ free lắm nha mấy bà. Như là được chụp hình với súp nè, chụp hình với coral nữa nè. Còn có thêm cái thảm trái cây để check-in sống ảo nữa nè. Còn có cái chỗ để mấy bà thay đồ nữa nè, quá là tâm lý luôn á. Mà nhớ là mấy bà phải nhờ cái ông Toàn hướng dẫn viên này để chụp hình cho mấy bà nha, cực kỳ đẹp luôn á. Sau khi mà chụp hình tắm bơi chơi đã đời rồi thì bây giờ mình sẽ về bè ăn trưa ngang. Ở cái tour này thì tôi thấy có cái món cá cờ nhúng bánh tráng siêu tươi luôn. Mà nghe nói cá cờ này thì rất là mắc ngang. Mình cuốn với rau với lại bánh tráng chấm với lại cái nước mắm mặn mặn đặc trưng của quán ta nói ngon hết bài luôn. Ngoài ra còn có mực hấp nữa nè mấy bà, cá chiên với lại lẩu cá bóp nữa. Từ mực cho tới cá thì từ bè vớt lên nên rất là tươi luôn. Thịt thì chắc mà không biết là đi bơi nhiều đói bụng hay sao mà tôi ăn thấy rất là ngon luôn á mấy bà. Ăn xong nghỉ trưa mình còn được coi người ta vớt cá vớt tôm hùm nữa nè. Mà phải công nhận là ở ngoài đây có nhiều con ốc con sinh vật biển lạ lắm mấy bà. Giống như cái trứng mực này nè, mình xé ra là có con mực con ở trong á nghe. Ăn xong về khách sạn nghỉ ngơi 3 giờ mình sẽ đi bãi đá trứng nè. Mà mấy bà có sức thì leo xuống dưới nha, ta nói nó đẹp lắm luôn. Nó giống như ở nước ngoài vậy đó. Buổi tối là mình sẽ được đãi một cái bữa tiệc tôm hùm nè mấy bà. Tôi không biết là làm cái tour này có lời hay không chứ mà 1,6 triệu ba từ A tới Z mà còn được ăn quá trời hải sản vậy luôn. Hải sản thì được đánh bắt tại bè nên tươi khỏi phải bàn rồi. Tôm hùm thì con to, chắc thịt mấy bà coi nè. Giá 1,6 triệu thật sự là quá rẻ cho một cái tour đầy đủ như vậy luôn á. Nhiều đó là chỉ mới một ngày thôi á ngang. Còn rất là nhiều hoạt động phía sau nữa. Có gì mấy bà đón xem tập 2 của tôi nha.